Ok, xong rồi đúng không? Vâng. Ok, so now here. Rồi để cô xem nhá. Để cô check. Cô chữa bài nào. Có mỗi một ảnh thôi à? Vâng. Ủa sao con không làm, không in ra mà làm? Không đủ Con chỗ. biết ra như thế con. Vâng. Hay là như nào? Không đủ chỗ để viết thì con biết ra luôn từ mấy cô. Nhưng mà cô thấy đủ mà ta. Mấy câu chỉ có một hai câu như này thôi mà. Con cứ viết ra như thế khác. Ok. Ở trên khó nhìn quá nhỉ? Sao con không chụp thẳng, chụp hơi nghiêng xíu rồi. Được rồi, ok, không sao. À, đợi cô xíu nhé, cô mở thêm. Is it easy? Đọc thì dễ, con đọc được thì dễ, nhưng mà trả lời chả biết trả lời như nào, cho đầy gì Trời câu vậy. ơi, cô buồn quá nè. Test. Ok. Crop here. Rồi đủ to chưa? Oh, wait, what is your name? Can you spell it? Okay. Này thiếu một dấu hỏi chấm nhỉ? Spell it, biết là cách ra nhá. L spell it. Okay, then this one only 12. Only 12. Oh, no. Okay, this one. Only 12. Okay. And then my name is Huyền. Okay, không giấu nha. Huyền. This one. Huyền. Rồi. Nào, trời ơi, viết hẳn ra thế này á. Now, age. Not x nha. Not x. Age. U Y E N. Rồi đừng viết hẳn ra như này nha. Tập này đi nào. Nào, my. My, what is it here? My đúng không? Chữ Y dài đúng không? I. My name is Khoa. Sẽ tên con là Khoa. Tên trên con, tên con là Quyền. Rồi, Thế thế bố 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 my khoa family bố khoa name. mà Sorry, my father is what? Okay, his full name. Tên của anh ấy, his full name. Phạm Văn Khoa. Không giấu nhé, Phạm Văn Khoa. Rồi, spell. K H O A. Okay, very good. Rồi không phải là H đâu nha. Rồi cô đang không phải là X, X đâu. Không phải con X đâu nha. Rồi giờ cô cho con này. A. We have a letter H. H. And then letter Ai. 1. 8. Hai từ này khác nhau ở đâu? Cô phân biệt bao giờ chưa nhỉ? Ai. Rồi ạ. Rồi ba từ này nha. Từ thứ nhất là ấy, ấy. Ai. Ấy không có ending sound đúng không? Nhưng mà từ thứ hai age, age nó giống chữ A nhưng mà lại thêm âm ch ở đằng sau. Vậy thì mình sẽ có là age, not x, not x, not x không giống. Rồi mình sẽ có cuối cùng là eight, cũng là chữ A nhưng mà một âm cuối là âm t. Tại sao? Bởi vì mình có này eight âm cuối. Rồi, can you understand? Rồi nhớ nhá. Không được bật từ này nha. Tiếp tục nào. What is your name? What do you do? My name is Huyền. Okay, this one.
Not correct here. Đừng biết có dấu nhá, đừng anh không có dấu đâu. I am a student, not the student. The khi mà con đã xác định rồi, đằng trước con không nói một chữ student nào thì đằng sau không được có chữ student. Không được có từ nữa. Đây là nét từ đầu tiên, phải là a student. Tôi là một học sinh. Okay. I go to. Rồi đây chữ y nhá. Nó không ra y nữa. I go to. Ok, à đây đây, cô thấy rồi. I go to đằng sau rồi đúng không? Rồi bỏ chỗ này đi nào. I go to Bill Gates School. Cái gì đây? Secondary School. Ok, ghi lại cho cô nhé. Secondary School. Secondary School. Ok, secondary school. Vậy là bài này chưa xong, là buổi sau vẫn phải ghi âm lại cho cô đấy nhá. Hôm nay cô chữa. I am the. Câu này giống câu trên đúng không? Thế nên không cần phải trả lời nữa. I am a student, not nhá. Yes phải đặt ở trên đầu nhá, không phải đặt ở cuối câu này đâu. Rồi, I like watching movies. Câu hỏi là gì mà lại trả lời này? Câu hỏi là gì ta? Số 3 đúng không? Câu số 2. Câu số 2 là giống what is your cái gì nhỉ? What is your? Đọc cái gì của đọc là con đánh vần anh nhé. Ừ, đánh vần nè. Vâng, A D D R E S S. Rồi địa chỉ mà address địa chỉ chứ cái gì đấy, movie gì đấy con. Ừ, cái gì đề à, ba câu số 3 còn câu số 2 mà. Vâng. What do you do? Rồi câu tiếp theo, câu dưới câu đấy. Dưới câu đấy. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Rồi thế thì đúng rồi. Watching movie. I like watching movie. Đúng rồi, đây mình dùng watching đúng không? Nào trước đấy thì, rồi chữ này viết hơi nhầm này. Greeting. Không biết là greet ạ. Vâng. Viết nhầm nha. Greeting. Vâng. Greeting. Greeting and we have I like watching movie. Rồi khi mà con nói watching movie đúng không? Quá ít. Vâng. Mình phải nói thêm gì? Phim gì? Thể loại phim là gì? Phim hình. Tôi đang nói là gì? I like. Rồi đằng trước I like. Vậy thì ở dưới này sẽ là my favorite kind of film is. Okay, my favorite kind of film. Kind of film is cartoon. My favorite kind of film is cartoon. And then my the film I like. Okay, rồi, cartoon for example. Give me an example nè. Ví dụ là gì đây? Example. Ví dụ phim hoạt hình ạ. Ừ, hoạt hình. Doraemon nhá. Vâng. Ok, Doraemon. Rồi, ở đây mình có thể dùng một such as cho dễ nè. Such as, ví dụ. Doraemon, gì nữa? Cái gì? Thế giới kỳ diệu của Gumball là như nào cô? Rồi, wonderful, có phải wonderful không? Vì có rất nhiều từ kỳ diệu. Phải wonderful không? Vâng.
Hay có rất nhiều Kiểu vòng vòng. hay là magic magical kiểu phép thuật ấy, kỳ diệu. Rồi có rất nhiều từ kỳ diệu, wonderful, wonderful or đúng rồi, wonderful thế giới Hình như là Wonderful ạ. ờ wonderful world thế giới kỳ diệu của ai đó. Gamble Gamble Thế như nào nhỉ? All you. Gamble là G xong là gì đấy. G. Gamble con chả nhớ cơ. Rồi, như này đúng không? Trăm bố. Cô đoán đấy. Hình như là vậy quá. Rồi, rồi, con nói thì chỉ là một cái tên thôi nhé. Rồi, ok. Và Rồi, câu nó phải như thế này nhá. Tiếp tục câu dưới nào. I like staying home. Rồi câu dưới là câu gì nhỉ? do you like staying at home or going eat with cái gì nhỉ? Cái đoạn cuối là gì nhỉ? All going with Friends. 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 Rồi thế Vâng. thì ở đây mình không dùng từ like nhá. Bởi vì nó hỏi cái nào Vâng. hơn. Khi mà con nói con thích cái nào hơn thì mình phải dùng từ prefer. Thay cho từ Vâng. ở trên mình dùng like rồi mà dưới này dùng prefer. I prefer staying at home. Rồi cho cô lý do nào. Because Because vui hơn, because nó có because staying at có tivi, because home. À nhờ rồi, tại vì có TV hả? I have, because I have at home TV rồi, cần gì nữa? Phone. À phone thì ở đâu cũng có đúng không? TV rồi, wifi. Internet đúng không? Internet. vâng. Connection. At home. Có mạng ở nhà. Internet connection. Connection là kết nối nhé. Kết nối internet. Vâng. Bình thường kết nối wifi có nhìn thấy chữ này không? Internet connection. Có. À, rồi, tập nhìn đi nhá. Tập nhìn các cái ký Vâng. hiệu ở trên điện thoại đi nhá. À, con nên để chế độ điện thoại ở chế độ tiếng Anh. Language, English, English, Vâng. language. Rồi, tiếng Anh. Nhìn đến nhiều chữ này nhá. And television and ok, chỗ này chữ N nhé. And. Ở giữa này chữ N nhé. And. Ok, and. And internet connection at home. Where you live? Rồi con sống ở đâu? Nào chỗ này thiếu này. Sai này. I am from. Có hai cách trả lời câu này. Mà Rồi ghi lại nhá. I am from Việt Nam. Hoặc là I come from Việt Nam. Ok. Rồi. Có câu này. I am from Việt Nam, I come from Việt Nam. Ok. Rồi đối với trường hợp đầu tiên, nếu con chỉ có từ from thôi thì con phải có từ gì? I am. Rồi nếu có từ nếu nếu không muốn thì mình sẽ có thể viết từ gì? Come. Come Rồi from. trong hai trường hợp rồi nhá, để ý. Vâng. I come from Việt Nam. I live. Rồi where do you live đúng không? Where do you live? I Vâng. live Hà Nội. Rồi bây giờ có một câu hỏi ở trong đấy, có câu which part of Hà Nội không? Có câu đấy không? Không. Rồi giờ cô cho thêm which part of Hà Nội. Rồi khi nói là con sẽ nói thành một đoạn dài đấy nhá. Vâng. Không cần câu hỏi, chỉ cần câu trả lời thôi. Which part of Hà Nội?
Phần nào của Hà Nội nhỉ? Phần Thanh Trì thì Ờ, đó cả câu là như nào nhỉ? như nào nhỉ? I Nào, Thanh Trì. Thanh Trì gì? Ôi, Thành Quân, Thanh Trì, quận Thanh Trì không? In. còn gì? Ok, in. Thanh Trì. District. Quận đúng không? Đây là gì? Quận. Ok, in Thanh Trì District. Còn nhớ tên đường phố gì không? Ở chỗ con không có tên đường phố gì cả. À, quận thôi à? Rồi, thế thì quận. Vâng. Quận Thanh Trì. Rồi, ok. Ồ, Việt Nam thì là Kyoko là chỗ Thanh Xuân. Thanh Vâng. Trì. Biết chỗ đấy không? Gần chỗ Royal Biết City. Qua đấy bao giờ chưa? Have you ever there? Royal City. Yes. Yes, Rồi okay. ạ. Beautiful. Yes. Okay. Rồi. I live in Hà Nội. Rồi. Còn gì đã nhỉ? Không có dấu nhá. Nhớ là không có dấu nhá. Sao nhiều dấu? Nhìn đã nào. Live in Hà Nội. Rồi. Gì nữa? Câu tiếp theo là gì? Câu tiếp theo là what is your address? Có bốn câu hả? Vâng. Rồi, what À, is... 5 câu chứ. Bài này là cô cho hơi bị lâu rồi đấy nhá, nhưng mà chưa làm xong. Rồi, what is your address, đúng không? Rồi, mình sẽ có. Vâng. Thế thì nếu mà con không làm xong, nghĩa là bài của cô sẽ rất là dài, đúng không? Mấy buổi Vâng. con tập thôi. Nào, address, address. Địa chỉ số bao nhiêu, đúng không? Rồi, không cần số, nói Vâng. cho cô biết nào. Bình thường con nói là gì? Nhà con ở đâu? Nếu mà bỏ số nhà đi. Bỏ số nhà Ừ, bỏ số thì nhà con đi. bảo Nhà con thì ở đâu? nhà con sẽ nhà con ở khu tập thể Ừ, khu tập thể gì? Tên khu tập C5 ạ. Khu thể. tập thể C5 Apartment. X55. Apartment. Rồi, nhưng mà bình thường là trong thực tế là sẽ có số nhà nhé. Vâng. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ dạy cách nói số nhà. Ok, mình sẽ nói là no. Đúng bao nhiêu đấy nhá. Gạch chân này là con phải điền, tự điền một số nào đấy. No C, no C5, no, ok, C5 apartment. C5 Apartment, đã đúng rồi. Tiếp là gì? Nếu hết mà được hết hết rồi hả? Xong rồi rồi á. thì district luôn hả? Vâng. Ok. District. Không có tên phường luôn hả? Không. Ok, district. Hà Nội. Ok, cái này gọi là địa chỉ nhá. Nhớ là Vâng. cô cái quan trọng nhất là no này, nhưng mà ở đây thì cô không yêu cầu là phải nói hẳn ra nhá. Nhưng mà đây là Vâng. khi đang hỏi mình đúng không? Liên quan Vâng. đến mình thì mình sẽ nói được. Đương nhiên là cô không cho public ở đây đâu. Rồi, ok. This one. Rồi, và cái thứ hai nữa muốn như cô muốn con nhớ đó là no. À nhầm, rồi nhá, no là số bao nhiêu rồi. Và thứ hai nữa là apartment. Nhớ là cô hai cái này nhá, apartment. Cái này thì chắc không in ra được rồi này. Cái này con buộc là tí nữa cô sẽ gửi và con sẽ chép lại nhé. Vâng. In nó rất Ở là sao không đi nữa ạ? tối, tối con ạ. Bởi Vâng. vì cái màu này là màu ấy, xong là in lên nó lại tính. Mấy cái chữ này lại còn màu đậm nữa chứ. Không thể Vâng. nào là màu sáng. Ok, nào tiếp tục. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo là where do you work, go to school? Where do you? Work. Work à? Work. Where do you work? Rồi. Cái gì? Có phải where do you work Cái từ mà WOOK. không? Rồi, bài này đáng lẽ ra là phải xong rồi đấy nhá. Ok, đợi cô xíu để cô bật lại nhá. Ok, here. Leisure activities.
What is it here? Phải cái này không nhỉ? Như không phải. Đây đúng không? Is it correct? Cái where do you Rồi đợi cô xíu nha. Okay. 108 and then provision. Okay, here this one. Provision. Okay, this one. Đúng rồi, lần trước thế rồi, hình như là cô không chữa vào đây à? Lần trước cô không chữa vào đây. Ok, yeah. Vậy thế thì mình vừa chữa đến đâu rồi nhỉ? Cô để tiện nhá, cô sẽ ghi lại toàn bộ ở đây nhé. Vâng. Ok, this one. My name. Oh, what time is it now? Mấy giờ rồi? Bây giờ ok 9 rưỡi rồi ạ. Ok, rồi, thế nhanh cho cô nhé. Xong luôn bài này này. Rồi, buổi sau chỉ có ấy cho cô thôi nhé. Ghi âm lại cho cô nhé. Được. Ok. Rồi, spell H-U-Y-E-N. Ok, rồi, fathers. Hôm trước chỉnh cho cô chỗ này thành fathers, phải S chưa? Được. Ok, my father. My father name is what? How can you spell it? K-H-O-A. O-A. Okay, very good. Rồi. What's your name rồi nha? Và câu what do you do? What's your name thì rồi đúng không? Ok, vậy thì cô gạch này đi nha. What's your name? What do you do? What do you do? I'm a student. A student. In? Ở đâu? Học sinh ở đâu? Thì nhà vấn đề cô... I go to English. Secondary school. You get a secondary school. School. Okay, very good school. Rồi, ở dưới này tương tự mình sẽ có câu này. Which school do you go to? Bill Gates. I go to Bill Gates secondary school. Ok, nghe cô đọc đấy nhá. Bill Gates secondary school. What do you like about the school? Con thích gì ở trường? Ở trường. Ok, like about the school. Yêu thích gì ở trường? Like about school. Like gì? Thầy cô vui vẻ nhỉ? I like. Okay, hoặc là I love nhá. Yeah. I love, I like. Yeah. Rồi, ngoài I love, I like ra thì mình có gì? I'm interested. Rồi, hôm nay cô dạy một từ mới nhá. I'm interested in. Cô thích gì? The teacher. Yeah. Rồi, cô giáo, các thầy cô giáo chuyên nghiệp gọi là gì? The professional. Tại sao ở đây mình lại dùng tờ mà không dùng ơ? Hay là dùng đấy? Bởi vì là số nhiều là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình đã nhắc đến tên trường chưa? Vậy thì thầy giáo này sẽ nằm ở trong trường này. Vậy là nó sẽ là mạo từ đúng không? It's professional teacher. Teachers. Thêm mét nhé. Vâng.
Một nửa sẽ đi sang gần. Cái từ professional chuyên nghiệp. Ừ, chuyên nghiệp, ghi lại vào trong giấy đấy nha. Ok, in future. Ok. Rồi. Professional. Rồi, cô sẽ có một cái nốt ở đây nhé. Và đương nhiên cái nốt này thì con chỉ mở con xem được thôi nhé, in ra không có đâu. Professional. Có nhỏ không? Không ạ. Chuyên nghiệp. Rồi, có biết là hơi nhỏ, đợi xíu nhá. Wait. Wait a minute. 40. Oh, so large. 30. Okay. Đó chưa? Rồi ạ. Okay. Chuyên nghiệp. Rồi được chưa? Rồi ạ. Okay. Xong viết xong và vở chưa? Rồi. Rồi, thế cô sẽ đặt cái nốt đấy ở đây nhé. Vâng. Ok, cái này là con mở file ra con sẽ xem được. In ra thì sẽ không thấy đâu nhé. Ok, Vâng. next one Rồi, cô sẽ sửa câu này này. Hello, cô sẽ sửa câu này. Bởi vì con chưa đi làm đúng không? Vâng. Do you want to do in the future? Ok, what do you do? What do you want to do in the future? Con muốn làm nghề gì trong tương lai này? What do you want to do in the future? Nghề Nghề gì nhỉ? What Ok, doctor. Doctor. Ok, đợi tôi xíu nhé. À, trên được rồi, what do you do? Doctor, right? I want to be a doctor. I want to be a doctor. Rồi, lý do tại sao? Because I can serve people like cuộc sống của người khác, cuộc sống của mọi người. Ok, cứu nhá. Save. Rồi, con lại mất ở đây một cái này. Đó là save. Và cứu. Ok, sếp là cứu là thứ nhất. Ngoài ra mình sẽ có là life. Đó là số dạng số nhiều của life. Ok, so this one. Rồi, cái này cô sẽ đặt mở ngoặc đây là sing, plural. Plural có nghĩa là số nhiều. Ok. Rồi, con số ít của nó hả? Life. Nhìn thấy từ này bao giờ chưa? Rồi ạ. Rồi, vậy thì mỗi lần bây giờ cô hỏi plural là gì? Plural. Số nhiều. Rồi, và số ít sẽ là singular. Ok. Và nghĩa của nó là sự sống. Ok, sự sống. So 20. Được chưa? Ok. Done. Ok, rồi câu cuối nào. What do you do in... Rồi, viết xong chưa con? Rồi ạ. Viết xong rồi đúng không? Hết, viết xong hết chưa? Rồi ạ. Ok, done. And then next one.
What do you like doing in your free time? Tôi vừa nãy có tờ đúng không? Đúng I like. rồi. Ai lại ra chỉ Rồi, là mẫu gì? con một từ nữa. Đó là I Ok, ngoài ra I fancy watching. Rồi, đằng sau fancy dùng watching cho cô nhé. Rồi, ở đây mình sẽ có này. Interested in này. Interested in. To be là interested in nhé. Cái gì đó. Rồi, cô sẽ đổi màu cái này. Interested in. Rồi, can you see? And then here. Chỗ này. Mình sẽ dùng là fancy. Fancy đằng sau verb in nhé. Nó giống từ like. Ok. Watching. Movies. Ok. The favorite. Rồi, đây cũng nói về sở thích này. Đấy. Favorite theme. Kind bộ phim yêu thích, thể loại phim yêu thích là kind of film is cartoon, suggest. Để đưa ra ví dụ mình có từ suggest nhé, Doraemon. Rồi, và khi để nói vân vân mình sẽ nói là extra. Ok, rồi mình sẽ viết như này. Write watching fancy favorite. Biết từ favorite Rồi ạ. chưa? This word. Ok. Rồi và từ suggest. Suggest để khi lấy ví dụ. Suggest. Rồi, do you like staying home or going with friends? Rồi, một từ nữa. Là từ prefer. Thì để nói thích cái gì hơn. I prefer staying home. Because. Rồi, một lý do. I have TV and internet connection. Ok, at đương nhiên là stay in at home. Rồi, thay vì mình lặp lại từ at home, mình sẽ có từ there. Ở đó thì tôi có mạng và có mạng. Ok, rồi, vậy thì gạch chân cho cô từ prefer nha. This one, prefer. Prefer. Okay, this one. Prefer. Done. Xong chưa? Okay. Có muốn nhớ gạch chân nhất cho các highlight hết cho cô các từ này nhé. Vâng. Cô đói quá rồi đây. Cô chưa ăn được cô. Cô dậy từ lúc chiều. Ok. Sorry. Ăn chưa? Có ăn chưa? Đã. Have Về có ăn được rồi. you eaten? Cô đã uống hộp sữa cho đỡ đói. Cô lại không có sữa. Rồi cô cần mua. Rồi tiếc tiền quá. Ăn xong không thấy no. Đúng không biết đây cái gì? What is it here? Chíp chíp. Ăn xong không no, ăn xong vẫn đói. Ok, nào. Con bánh. Nhưng mà cô đánh. À đúng rồi, hình như con có còn một cái bánh nữa. Mà không hình như cô ăn hết rồi thì cô ăn hết rồi. Cuối cùng đấy. Rồi, nào, come back here. Câu số 3 là Where do you live? Where are you from? Lại nào, nhắc lại. I am from. I am from
Việt Nam. Nam. Ok, are. Một cách khác. Ai? I come from. I come from I am from Việt Việt Nam. Ok, hoặc là một cách khác. I am Vietnamese. Tôi là người Việt Nam đấy. Em Việt Dạ. Nam. Ok, ghi lại nhá. Ba cách. Wow. Rồi. Cô xíu nha. I'm from Việt Nam. And then this one. Rồi ba cách. Cô highlight này lại cho nhớ đấy nha. Mà Ok, this mà sợ lên không biết lên máy in nó có hiện đấy không. Rồi ok, and last one. I'm Vietnamese. Okay, done. Rồi, next one. Where do you live now? I I live in Hà Nội. live. Okay, very good. Câu này dễ nhất đúng không? Vâng. Live in Hà Nội. Rồi, nghe này. Vừa nãy cô cho thêm một câu đó là gì? Which part of Hà Nội. Ok, right. Hà Nội. Cô đang nhắc lại đây nhé. Vâng. I'm in Hà Nội. Which part of Hà Nội? In Thanh Trì Thanh District. Okay. Trì. District. 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 Ok, in Thanh Trì District. Rồi, what is your address? Địa chỉ nào nhắc lại nào. What is your address? Xe 5 khu tập thể ạ. No. Để in Ok, no luôn nhỉ? đâu số No. nhà. Ok, Vâng. nhà nhá. Chỗ này có một số nhà này. Vâng. Vậy. No. No C C5. C5. Khu tập thể gì nữa nha. Apartment. Ok. Apartment. Gì nữa? Thanh Thanh Trì District. District. Hà Nội. Ok. Where do you work or go to school? Rồi, trường con ở đâu? Bill kể. Bill Bill I build Dury. a school. Rồi, và câu này chỉnh lại một xíu này. Ok, this one. Where do you work? You work. Rồi, câu này sẽ nói là rồi, chỉnh cho con một câu mới là Where do you want to work in the Kiểu. future? Rồi, mình muốn làm gì ở mình muốn làm việc ở đâu trong tương lai? Ok, rồi con muốn làm Bà. Bà. Ok, vậy thì phải biết rõ ra xíu này. I am here. I am in. Rồi, tương tự I am a student in Bill Gates High And I want to be. Want to work in hospital. Do you know hospital? Hiểu không? Là một bệnh viện. Vâng. Hospital. Rồi một bệnh viện chuyên nghiệp, một bệnh viện to đúng không? Một bệnh viện lớn. In a big Vâng. or a large. Or famous. Do you know famous? Rồi ghi câu từ famous nhé. Nổi tiếng. Ở một bệnh viện. Vâng. Ở một bệnh viện lớn đấy. Ok.
Rồi từ này mình có từ famous. Nổi tiếng nha, tự ghi cho cô nha. This one is famous. And here. Ờ, viết xong chưa? Rồi. Okay, famous, done. And then, do you have a boyfriend or girlfriend? No, boyfriend. Rồi, mình có thể trả lời là I'm just a student. Tôi chỉ là học sinh đúng không? I have. Rồi, chỉ là một học sinh cấp 2, a secondary. Secondary school student. Okay, secondary school student. I have no boyfriend. I have no boyfriend. Tôi chỉ là học sinh cấp 2 đúng không? Cô không có bạn trai. Vâng. Tan, xong chưa? Được, con đi lại. Này khi cô về tí nữa cô hoàn thành nốt xong cô mới gửi cho con được ấy. Vâng. Cô cho con tí nhé. Rồi ạ. Ok, next one. Ok, here, number four. Family tree. Family tree. Oh, family tree is a cô ơi, cô con dịch trên mạng xem cái đấy là family tree là cây gia đình. Ừ, cây gia đình. Ok. Is a you're not about four family member. Đó là ghi chú, đó là một quyển note về tất cả những thành viên trong gia đình. O là tất cả nha. Family members. Rồi, are you married or single thì giống câu trên đúng không? Ai? Rồi, ở câu này thì hơi đặc sắc hơn xíu này. I am just a student. So I am not enough old to marry. Ok, chưa đủ tuổi để cưới đúng không? Enough old to marry. Ba. What do you call your brother wife? Ok, nào, nhớ lại xem nào. Vợ của anh trai mình gọi là chị dâu vợ của anh trai, sister.
in-law, In-law. sister-in-law, là Very good. sister-in-law, Ừ, rồi, in-law. tương tự ở dưới này. Rồi, trả lời đầy đủ này. Hết. Call her sister-in-law. Tôi gọi cô ấy là chị dâu đúng không? Rồi, Wow. what do you call your sister husband? Chồng của chị gái. Chồng của chị gái là anh brother in law. I call I call him her him brother in law. brother in law. In law. Rồi, are you close to your parents? Con có gần ba mẹ không? Gần Yeah, ba mẹ không? có. Có. Okay. Because my parents always understanding, luôn luôn hiểu tôi đúng không? Understand. Vâng. Okay. How many brother and sister do you have? How many brother and sister do you have? How many? Bao nhiêu? Bao nhiêu brother em có bao nhiêu anh chị ạ? Anh chị mình sẽ tắt là sister. One sister. Bao nhiêu? One. Bao nhiêu chị em? Only one. À, có hai chị em, two sister. There are. Okay. Có hai cái trả lời. There are two sister in my. Okay, no, no. I have. Sorry, cái này chỉ trả lời. I have two sister. Sisters are siblings. In my family. Family. How many brother and sister your mother have? Rồi, mother nha. Mother have? Mẹ của Mother, how many brother and sister do you? Mẹ con có bao nhiêu anh chị ạ? Mẹ, mẹ có chỉ có em trai ạ. Okay, my mother. My mother have only one. Only là chỉ một. Vâng. Only one brother. Em trai đúng không? Brother. Vâng. Okay. Is your father is a only child? Only ở đây là duy nhất. Okay. Vâng. Vậy, rồi viết tạm cho cô nhé. Only là duy nhất. I add a note here. Duy nhất tức là con một đấy. Okay. Vâng. Xong chưa? Được. If your father is only child, bố con có phải con một không? Bố con à? Bố con no. No. Rồi, bố con là bao nhiêu anh chị em? Ừ. Năm ạ. Father has five siblings. Rồi, sibling là nói chung nhá. Vâng. Ngoài ra thì ngoài sibling ra thì con có thể nói là gì? Brother and sister đúng không? Siblings. Vâng. Mình nói tắt là siblings. Nhưng mà nói đầy đủ ra nó sẽ là brother and sister. Ok. Nào, ô, cái duy nhất biết xong chưa? Rồi ạ.
And then do you have siblings? Có người anh chị em không? Câu này giống câu nào? Câu thứ hai. Rồi, À, câu câu này đầu giống câu tiên. hai. Rồi, Thứ vậy hai à? ok, rồi tôi sẽ để ở đây một cái nốt nhé. Ok. Ok. Xem là giống nhé. Là Tức là bị lặp lại rồi. Ok. Xem. chị Xong chưa? đi được đưa con rồi ạ. Rồi, tell about your family. Ok, câu này thì vẫn là dài này. Ok, phải nói là gì đây? There. Có bao nhiêu người trong gia đình con đã nào? There. Are five. Five people in my family. Family. Ok. Rồi. Who are they? Họ là những ai? Brother, Okay. Kể từ mother, trước nào. Father. They are my father, mother, Ai nữa? sister, Sister. sister. Em gái là gì vậy? Chị gái Em mẹ gái. gái luôn à? Vâng. Chị gái thì phải là Sis, cái gì nhỉ? young Younger, older older, sister. elder elder Elder. older sister. Sister. Ok, còn gì Em chị. Em mi. Còn. and me. Ok, done here. And me. So, what time do you get up? Có phải hôm nào con cũng dậy không? Nếu mà ngày nào Dạ. cũng dậy lúc 6 giờ thì mình sẽ dùng từ always. 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 Trên mình dùng từ wake up đúng không? Bây giờ cô cho con từ này. Vâng. Get up. Rồi. Từ này chắc là cô cho rồi nhỉ? Get up. Vâng. Đấy. The clock. Ok. Để làm gì? To prepare Chứ for bây giờ mà ăn sáng. chuẩn bị cho một ngày mới đúng không? A new Vâng. day. Chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành. Ok. Do you get up late on Sunday? Con có dậy muộn vào chủ nhật không? Có. Yes. Đấy. Nào, bây giờ dậy muộn đúng không? Vậy thì mình sẽ có là ngủ nướng. Vâng. Ngủ nướng đúng không? Vâng. I usually thường sleep over on okay on week after week at weekend. Because I have no class to come. Không phải đến lớp đúng không? Wow. No class. Class là lớp nha. I have no class to come. Wow. What is the first thing do you, the first thing you do after watch, waking up. Rồi, waking ở đây là wake up nhá. Waking up là sau khi dậy Wow. làm gì? Việc đầu tiên, the first thing. First là việc đầu tiên. Rồi, việc đầu tiên là làm gì nào? Việc đầu tiên là ăn, đánh răng rửa mặt, uống nước. First, đầu tiên.
ấy. Washing. I washing my face and brush my teeth. Oh, okay, this one, wash my face, brush my feet, and drink nước ấm hay nước bình thường? Nó bình thường vậy. A cup of water. Every morning after waking, getting. Rồi, ở trên mình dùng từ waking, ở dưới có lại dùng từ wake, getting up. Rồi, can you understand? Dạ, con tí. Để quá nhiều, thế thì cô nghĩ là cô sẽ hoàn thành nốt câu này, mấy câu này rồi cô chỉ đọc được không? Is it okay? Được ạ. Ok, yeah. Cô đói quá rồi. Cô kéo đi cô ăn. Kéo xuống con chép nữa cô. À, xuống chép nó đã. Thế thì ngồi chép nó được không? Vâng. Cô đói quá. Được ạ. Đúng đấy. Vâng, vâng. Ok. Cô nghĩ là cô phải đi ăn mì. Hay là gì đó. Vâng. Xong chưa? Đỡ con phải after. Rồi ạ. Rồi, để giúp con nhé. Cô rất xin lỗi là vâng. Cô đói quá rồi. Không chịu được rồi. Vâng. Rồi, ok. Thế thì cô làm xong cô gửi cho con nhé. Is it okay? Vâng ạ. Rồi làm, cô gửi cho xong rồi con in ra cũng được. Ok, còn không thì chắc vâng. Nhắc lại cho nhớ, in ra không nhớ được đâu nhá. Ok. Vâng. Cố gắng được điều tốt, in ra để chép lại. Chép để cho mình nhớ. Vâng. Rồi, em lại cho cô nhá. Ok. Can you? Rồi ạ. Làm được không? Được ạ. Ok. Thank you for today and I will see you on tomorrow. Tomorrow, ngày mai. Mai à? Thế thì khó, vâng. Chắc cũng không thể hoàn thành được đâu. Nhưng mà thôi, cố gắng làm cho cô nhá. Vâng. Ngày mai cô dạy lần mới. Dạ. Bye. See you. Bye bye.